Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của TechSpace Việt Nam. Hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn một sản phẩm chuột gaming, phải nói là gần như là tốt nhất trong tầm giá 1 triệu mà các bạn có thể tìm kiếm. Trong cái phân khúc giá này, mình nghĩ là có khá nhiều bạn cũng quan tâm đến một số dòng chuột như kiểu là chuột tàu này, chuột không dây công nghệ cao này nọ nọ. Đối với mình thì những con chuột hàng xe tay như vậy nó sẽ không đem đến một cái sự yên tâm khi bạn sử dụng. Thì với sản phẩm mình có đây là con chuột Asus ROG Impact 3, thì các bạn sẽ có một sản phẩm đấy là hàng chính hãng, bảo hành 24 tháng cũng như là đi cùng rất là nhiều công nghệ, và cái cảm giác sử dụng của nó thực sự phải nói là một trong những con tốt nhất cho tầm giá 1 triệu. Đầu tiên thì mình đánh giá qua ngoại quan, đấy là cái vỏ hộp con này, cái cách đóng mở của nó cũng khá đơn giản và các bạn chỉ nhận được duy nhất đấy là con chuột cũng như là một cái túi bảo vệ bằng nhung rồi thôi. Thì cái hộp của con này trông khá là cơ bản. Đến với nhân vật chính là con chuột Asus ROG Strix Impact 3. Khi mà nhìn qua cái con chuột này ấy, mình đã liên tưởng đến ngay một con chuột cực kỳ quen thuộc với nhiều các bạn game thủ, đấy là con Logitech G102. Tại vì cái form của nó ấy, nó cũng là theo dạng hình quả trứng, nó được gọt vào hai bên hông này khá là nhiều, và nó là một con chuột theo dạng là đối xứng. Thế nhưng mà với con chuột này, mình lại cảm thấy là nó có một cái độ hoàn thiện và một cái chất build nó tốt hơn con G102 đó. Và so sang với những con chuột cho tầm giá 1 triệu thì build con này rất là cứng cáp. Khi mà các bạn bấm mạnh vào như này, đây, các bạn bấm mạnh vào tất cả các vị trí trên thân chuột hay là bên không chuột cũng sẽ không có một hiện tượng flex hay là off ép nó cả. Thì chứng tỏ là những cái thành phần nhựa này nó được gia công rất là tỉ mỉ. Về cái form dáng của nó ấy, thì như mình đã chia sẻ là nó là theo hình quả trứng. Thế nên là cái phần hông này nó sẽ được làm cao lên và nó sẽ được vát khá là phẳng từ phần cao nhất này cho đến phần main click. Thế nên là con này nó chỉ hợp với kiểu dạng là cầm claw grip nhá. Nếu mà cầm palm ấy, các bạn cầm palm mà để tay này thì ngón tay của bạn nó sẽ không được áp vào chuột, và lúc đấy thì các bạn sẽ phải cầm tay nó phải duỗi hết ra như này, cầm thì nó sẽ rất là mỏi. Thế nên là con này chỉ cầm claw là hợp lý nhất. Một cái điểm cộng ở đây đấy là phần click cũng như là phần hai bên hông được xử lý theo dạng là nhựa nhám, thì sẽ không để lại mồ hôi và dấu vân tay, và cái độ bền của nó qua thời gian sử dụng thì sẽ được đảm bảo ok hơn. Với những bạn mà sử dụng theo kiểu claw grip ấy, mà các bạn tay ngón tay các bạn vùng lên cao, thì cũng không cần quá lo lắng, tại vì cái click của con này nó chỉ nặng ở phần dưới thôi, còn từ phần đầu cho đến phần khoảng vị trí trung tâm của phần click cho đến phần dưới một chút thì cái lực tác động nó sẽ là tương đương nhau. Và thêm một điều nữa, đấy là con này sử dụng cái switch nó khá là bền, với độ bền đấy là 70 triệu lần nhấn, sử dụng micro switch của Asus. Thêm một điểm khá là độc đáo và gần như không có con chuột nào làm được, đấy là con này sử dụng cái socket hot swap. Thế nên là nếu như các bạn không thích cái switch stop của con này, mặc dù nó khá là ok rồi, thì các bạn vẫn có thể custom và mua thêm những chiếc switch ở ngoài, có thể thay nóng rất là đơn giản. Bạn chỉ cần tháo cái lớp vỏ này ra, xong rồi bạn thay một cái switch mới vào của mà bạn thích. Nó khá đơn giản và là một cái tính năng mình thấy cũng khá cần thiết. Ngoài ra thì con lăn của sản phẩm này mình thấy nó cũng khá là bình thường, nó cũng chả có gì nổi bật cả. Các khớp thì được làm khá là ổn, và ở trên này còn có một cái giải LED nữa. Ngoài ra thì cái phần logo ROG này cũng sẽ có LED, và các bạn có thể đồng bộ qua phần mềm, đấy là Aura Sync. Cuối cùng về phần fit chuột, con này sẽ được làm fit PTFE và được bo ở 4 góc. Thế nên là về cái mức độ control ấy, nó sẽ không được bằng những chiếc fit thuộc dạng khổ to. Thế nên là với việc sử dụng con chuột ROG Strix Impact 3 này, mình thấy sử dụng cho những chiếc pad control, thuần control tốc độ chậm là sẽ hợp lý nhất. Tiếp theo về phần hiệu năng, đây là cái phần mà các bạn quan tâm rất nhiều, tại vì đây là một con chuột gaming sinh ra cho các mục đích chơi game. Thế nên là cái hiệu năng của con này nó nên xứng tầm ở trong 1 triệu để các bạn có thể bỏ tiền ra. Và qua trải nghiệm sử dụng hàng ngày của mình, chơi các tựa game FPS và chơi các tựa game ở một cường độ khá là try hard, thì con này đáp ứng rất là tốt. Một cái điểm đặc biệt của nó đấy là cái LOD của con này, mặc dù nó là một cái mắt đọc khá là cơ bản với 12.000 DPI, nhưng mà con này được xử lý cái lift off nó khá là thấp.
ở cái mức độ mặc định mình cảm thấy là nó khá là xem xem, nó chỉ cao hơn một chút so với con cao cấp như là con DAV3 Pro hay là một số dòng chuyên về gaming khác mà các tuyển thủ khác sử dụng. Thì cái tối ưu như vậy nó sẽ giúp cho các bạn có một cái trải nghiệm tracking và nhấc chuột mượt mà hơn. Ví dụ như mình là một người chơi sen chuột chậm đi, mình thường hay flick bằng cả cánh tay, mình hay nhấc chuột nhiều, thì do là cái lift off của con này khá tốt và các bạn cũng có thể custom thêm cho phần mềm. Thế nên là những cái tình huống bẩy chuột của mình ấy, nó sẽ không có một cái độ dừng hay một độ khựng gì cả. Thêm một điểm nữa đấy là về cái phần mềm của con Asus này, nó cũng khá là cơ bản giống như là một số hãng khác. Khi mà các bạn đây ở dưới này sẽ có một nút chỉnh DPI, ngoài ra thì các bạn cũng có thể chỉnh trên phần mềm được. Cái LED của con này như mình đã chia sẻ đấy là có LED ở phần logo và có LED ở phần con lăn, và nó cũng đồng bộ qua cái hệ thống Aura Sync. Khi mà các bạn sử dụng thì cái LED của các bạn nó sẽ được đồng bộ với những cái thiết bị mà bạn đang sử dụng, thế nên nó cũng tạo nên một cái phối màu cho cái setup của bạn nó khá là hợp lý. Nhưng mà một cái điểm trừ nho nhỏ mình thấy ở đây đấy là mặc dù con này nhá, nó được xử lý cái dây theo dạng là dạng dây dù, nhưng mà các cái phần này, cái phần dây này thực sự nó rất là mỏng và nó cũng hay bị rối. Ví dụ như mà các bạn có flick mà các bạn không sử dụng băng ghi ấy, thì phần đầu dây này nó rất là dễ rối và nó sẽ hay bị cạ vào phần dưới này của con chuột. Nên là các bạn cũng nên cần lưu ý về điều này, và mình khuyên là nên sử dụng những chiếc băng ghi để đem lại một cái trải nghiệm sử dụng là tốt nhất. Được rồi, vậy thì tổng kết lại, với mức giá chỉ loanh quanh đâu đó khoảng 700-800 nghìn, các bạn có một con chuột với một cái thiết kế nó khá là cơ bản để các bạn sử dụng cho việc cầm claw. Và một cái đặc biệt nữa là không nhiều con chuột giống như sản phẩm này, đấy là nó có một cái cân nặng rất là nhẹ, chỉ 59 gram. Và như mình đã phân tích ở trên, 59 gram nhưng mà nó không hề off-bay một chút nào. Build của con này thực sự rất là chắc chắn luôn, nên là các bạn có thể yên tâm sử dụng trong một khoảng thời gian dài mà không cần quá lo lắng về độ bền. Được rồi, vậy thì nếu như cần mua sản phẩm này, mình sẽ để ở link dưới phần mô tả và phần bình luận của video này, cũng như là một số cái mã giảm giá để các bạn có thể tiện theo dõi và đặt hàng nếu như các bạn quan tâm nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video tiếp theo. Peace.